Chào các độc giả của Kilala. Nhân đây thì Quỳnh cũng rất là mong là sẽ gửi lời chúc đến tất cả các độc giả của Kilala. Chúc cho tất cả mọi người có một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc và một năm mới tràn đầy niềm vui hạnh phúc, thật là nhiều may mắn.